giáo hội Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra chính sách hán hóa giáo hội công giáo Trung Quốc. Toàn bộ giáo hội công giáo ở Trung Quốc, dù quốc doanh hay hầm trú, sẽ phải hán hóa. Nói khác đi, Kitô tô giáo phải đồng hóa với văn hóa Trung Hoa, và trên hết, Kitô giáo phải tôn phục đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách mới của đảng Cộng sản Trung Quốc và Hiệp hội Công giáo yêu nước muốn kiểm soát mọi giám mục, linh mục, giáo dân về cách suy nghĩ của họ về lịch sử giáo hội Trung Hoa về cách diễn giải thần học, học thuyết xã hội, nghệ thuật, kiến trúc, phụng vụ. Theo chỉ thị mới, vào cuối tháng 8 này, tất cả các giáo phận phải đệ trình hiệp hội công giáo yêu nước và hội đồng giám mục Trung Quốc một kế hoạch 5 năm từ năm 2018 đến năm 2022. Theo đó, các giáo phận phải đề ra kế hoạch thực thi chính sách Hán hóa giáo hội công giáo Trung Quốc để giúp các giáo phận, Hiệp hội Công giáo yêu nước đưa ra một dự thảo mẫu để các giáo phận theo đó thi hành. Đạt được mục tiêu Hán hóa giáo hội Trung Quốc, chủ thuyết Hán hóa do chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng đã được đưa ra vào tháng 5 năm 2015. Ông ban hành sắc lệnh quy định các tôn giáo phải Hán hóa nếu muốn ở lại Trung Quốc chính sách hán hóa buộc các tôn giáo hoạt động tại trung quốc phải độc lập với cơ sở hay chính quyền ở ngoại quốc như công giáo phải biệt lập với vatican phải chấp hành chủ nghĩa xã hội theo đặc tính trung quốc